Chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của Lâm. Thì ngày hôm nay Lâm lại ra khơi và đi lặn đêm nha mọi người. Thì hôm nay Lâm lại tiếp tục đi săn bắt hải sản ban đêm. Thì quy trình săn bắt hải sản ban đêm của Lâm như thế nào? Thì Lâm mời các bạn cùng theo dõi video của Lâm nha. Thì các bạn thấy video của Lâm hay thì hãy giúp Lâm đăng ký kênh, like, ủng hộ, chia sẻ giúp Lâm nha. Để Lâm có những cái động lực để ra những cái video tiếp theo nha các bạn. Thì hiện tại Lâm đang ở trên điểm để đi đến nơi làm việc. Thì Lâm sẽ quay cho các bạn khung cảnh xung quanh. Hôm nay rất là đẹp để cho các bạn cùng trải nghiệm nha. Đây các bạn. Đây là phía sau Lâm, hoàng hôn nha các bạn. Trong này là đi đường vào là trong đất liền nha các bạn, là đi vào Vân Đồn đến Quảng Ninh nha. Thì ở bên này là đảo Cô Tô, đảo du lịch Cô Tô nha các bạn. Và phía sau cầu Lâm thì rất nhiều đảo, và bên này là đảo Lâm sinh sống, là đảo Thanh Lân nha. Tiếp biển hôm nay thì cũng rất là đẹp mọi người ạ. Thì cũng như những cái video khác thì của Lâm thì là hành trình như vậy thôi các bạn. Hôm trước Lâm có làm một cái video là làm ở trên này, trên hòn đảo này. Đó, hôm nay thì khả năng là Lâm sẽ làm ở bên trên hòn đảo này các bạn. Thì nữa Lâm sẽ đến điểm làm chắc tầm khoảng hơn 1 tiếng nữa các bạn ạ. Thì Lâm sẽ mặc quần áo và nhảy xuống nước và bắt tôm, cá ghẹ, cá ngựa, mọi thứ hải sản nha. Có gặp những con gì dưới nước thì Lâm sẽ quay cho các bạn cùng trải nghiệm nha. Ok các bạn nha, mình vừa mặc quần áo xong và chuẩn bị nhảy xuống nước. Mình mời các bạn đón xem quy trình săn bắt hải sản của mình nha.
Thank you.
Xin chào các bạn nhé, mình vừa lên tới trên cầu nhé các bạn. Mình bắt được rất nhiều hải sản, kẹ xanh nha các bạn. Các bạn vừa ai thì các bạn vừa xem quy trình mình săn bắt hải sản ở dưới nước. Các bạn cảm nhận như thế nào thì hãy để lại comment ở bên dưới bình luận cho mình cùng biết nha. Cá mò này nha các bạn, loại này ở ngoài mình chỉ như vậy thôi nha. Ghẹ này, ghẹ cái nha. Thì khi mình lên thì một người sẽ trói ghẹ nha các bạn, để ghẹ đỡ phải gãy gọng thì nó sẽ có giá trị hơn. Và một người thì chuyên nhặt cá nha, kéo cá đỡ chết. Một ca rất là nhiều ghẹ cá. Và đây là vườn thứ hai nha các bạn, mình làm hai thử mà. Vườn này của mình nha, rất là nhiều ghẹ cá các loại nha các bạn. Các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy giúp mình đăng ký kênh, like và ủng hộ chia sẻ giúp mình nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy chưa, rất là nhiều. Chỗ này ghẹ cũng khá nhiều nha các bạn. Các bạn nhìn thấy được trước kia một đống ốc kìa. Thì các bạn ạ, thì cứ một đêm là mình làm 4 đến 5 ca nha các bạn. Thì một ca rơi khoảng tầm 1 tiếng đến hơn 1 tiếng nha các bạn. Bắt đầu mình mới lên ghẹ này các bạn. Đang chói. Gai ăn rất là ngon nha, nặng các bạn. Đây là con mỏ quạ nha, và mình là sò mỏ quạ, con này ăn rất là ngon. Hẹn các tí nữa mới trói xong. Đó, các bạn nhìn xem. Cá ngựa nha các bạn. Chỗ này cũng rơi tầm khoảng hơn 20 con. Tầm gần 3 nặng rồi đó. Chủ yếu mùa này cũng hay làm cá ngựa nha các bạn. Ghẹ to lắm các bạn. Ghẹ này mùa này mình rất là nhiều nha. Các bạn ơi, thì vừa xong cũng là thành quả của anh em mình vừa làm nên. Có lẽ mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.